Xin chào anh chị, trong video này em xin phép được hướng dẫn anh chị các bước lập dự toán chi thường xuyên cho phòng tài chính trên phần mềm Mesa Boomat. Để thực hiện lập dự toán chi thường xuyên, anh chị thực hiện qua hai bước như sau. Bước 1, kiểm tra lại danh mục chi thường xuyên. Bước 2, lập dự toán chi thường xuyên. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện bước 1, kiểm tra lại danh mục chi thường xuyên. Anh chị vào menu danh mục, chọn danh mục chi thường xuyên. Lúc này thì phần mềm đã hiển thị các nhiệm vụ chi thường xuyên. Anh chị kiểm tra lại danh mục. Nếu cần thiết lập lại danh mục chi thường xuyên thì mình có thể xem lại hướng dẫn thiết lập danh mục chi thường xuyên tại phần thiết lập danh mục. Sau khi đã kiểm tra lại danh mục chi thường xuyên xong thì anh chị chuyển sang bước 2, lập dự toán chi thường xuyên. Anh chị vào menu lập và cân đối, tại tab lập dự toán chi, nhấn lập tại dự toán chi thường xuyên. Anh chị chọn lĩnh vực cần lập dự toán, nhấn vào biểu tượng dấu cộng tại cấp ngân sách, tích chọn nội dung chi cần lập dự toán. Sau đó nhấn lưu. Đơn vị tích chọn nội dung cần lập dự toán, sau đó nhấn sửa. Chọn đơn vị, chương, khoản, nguồn, tính chất, cân đối, bổ sung mục tiêu và nhập số dự toán. Có thể thêm dòng chi tiết cho nội dung chi này bằng cách nhấn vào thêm dòng hoặc là nhân bản. Nếu đơn vị muốn xóa dòng thì mình nhấn vào biểu tượng thùng rác. Trường hợp đơn vị đang nhập khẩu dữ liệu năm trước thì tại tab số liệu tham khảo sẽ hiển thị dữ liệu năm trước đơn vị có thể tham khảo để lập dự toán cho năm kế hoạch. Để thuyết minh dữ liệu cho nội dung chi đang lập dự toán, anh chị chọn tab thuyết minh. Nếu đã có file chi tiết cho nội dung chi đang lập dự toán, anh chị chọn đính kèm tệp để tải file có sẵn lên. Nếu đính nhầm tệp thì có thể chọn dấu 3 chấm x để xóa, hoặc là có thể thuyết minh trực tiếp trên bảng thuyết minh chi tiết bằng cách bật thuyết minh chi tiết. Có thể đổi bảng thuyết minh bằng cách nhấn vào đổi thuyết minh, chọn mẫu thuyết minh muốn đổi, sau đó nhấn lưu. Anh chị nhập liệu cho bảng tính chi tiết, anh chị nhấn lưu. Với các nội dung chi khác, đơn vị lập dự toán tương tự như hướng dẫn em vừa mới hướng dẫn ở trên. Nếu muốn cập nhật số liệu dựa trên dữ liệu đã kiểm tra của đơn vị cấp dưới, anh chị tích chọn cập nhật số liệu, tích chọn những nội dung cần cập nhật, sau đó nhấn lưu. Trong trường hợp đơn vị muốn xóa nội dung chi thường xuyên, tích chọn nội dung chi cần xóa, anh chị nhấn vào biểu tượng thùng rác. Trên đây là toàn bộ các bước lập dự toán chi thường xuyên cho phòng tài chính trên phần mềm Mesa Boomat. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và chúc anh chị thực hiện thành công.